án đất ngang 20 mét, dài 50 mét, giá 50 triệu. Trời ơi, đất gì mà rẻ bèo vậy? Dưới chân núi Bà Đen. Trời ơi, tự dưng đang yên đang lành, đang ở thành phố mà đi xuống chân núi làm cái gì? Không được, kiếm cái khác. Đây nè, bán nhà thành phố Hồ Chí Minh, một trệt hai lầu, 4 phòng ngủ, giá 7 tỷ. Trời ơi, 7 tỷ rẻ gì mà dữ vậy trời. Chiều nay đi coi liền mới được. Trời ơi, để không thôi người ta mua mất. Chị Hai, vô rửa tôi mấy cái ly kia, ngồi đó tào lao hoài à. Dạ dạ, bà chủ cũng đi liền. Nghĩ sao vậy? Mình là chủ, ngồi đếm đóng tiền lẻ là mặt cắt. Mà nó ngồi á hả, nó ngồi nó coi giá nhà 7 tỷ. Trời đất ơi, chuyện lạ. Ủa, bà Hồng. Gì vậy? Gì vậy? Mà trúng số sao cầm nhiều tiền dữ? Mày nghĩ sao tiền lẻ vậy kia trúng số? Tiền này là tiền của tụi bay hả? Uống cà phê này chứ đâu. Tiền lẻ cũng trả chứ bộ không trả hả? Cô nói vậy. Tiền nào cũng là tiền. Mà nè, lẽ ra con trả tiền lẻ là cô Phòng phải cảm ơn con á. Nàng chị biết không? Có tiền lẻ thối người ta. Mệt quá à. Có như đây đếm hoài rồi, nó giờ cứ lộn hoài à. Sao con Tèo ngủ đây vậy? Hôm qua nó đi về đêm mà nó không ngủ được. Giờ cái nó ngồi nó ngủ luôn rồi. Nữa. Làm con ly giống y chang ly của nó nha. Là sao? Là cái ly giống nó hay là nước trong ly giống? Giống nước trong ly được rồi. Mày đặt hỏi các cớ đồ. Mệt nữa rồi đó. Nãy giờ mệt, giờ đếm có mấy đồng cũng không xong nữa. Ôi, vậy? Ai cướp? Ai cướp vậy? Cướp đâu? Cướp đâu? Mệt quá à, mày làm tao hết hồi, tao đang đếm tiền mày kêu cướp giật mình. Ông có vô quán người ta ngủ hoài. Tự nhiên đang ngủ ngon cứ kêu à. Ủa, kỳ vậy? Gì? Bộ hôm nay có tiền lẻ rồi, không cần bán nữa hả trời? Kêu ly nước lo làm cho người ta đi. Hôm nay tao có lính rồi. Nó pha cho mày, nó đem ra luôn kìa. Tao cho mày đếm tiền thôi à. Mong. Dạ. Đem cà phê cho anh Ba Giai kìa. Dạ. À, cho ít đường thôi nha, một muỗng thôi. Dạ, đúng một muỗng luôn. Mày mày gì? Gái nhại đẹp dữ vậy mày. Ôi, tao thấy từ sớm rồi. Cũng bình thường. Đâu đẹp bằng em Chanh của tao đâu. Dạ, cà phê của anh. Cảm ơn Mộng nha. Dạ. Gớm quá mày ơi. Ơi, Ba Giai là Ba Giai. Mới sáng sớm mày ăn cái giống gì vậy? Tao tập mà bị cái chàng rang trước mặt sao tao tập? Thì ăn cơm nhà mình nấu thôi mà tía. Thiệt á. Đồng bột cho tía nha. Cảm ơn tía. Đã, cảm ơn nha. Phải nói từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới được thằng con quý tử này nắm bóp cho mình. Còn gì sướng bằng. Trời ơi, mày làm gì vậy Ba Giai? Tao chưa hưởng được cái sung sướng gì hết, mày làm tao muốn thương tật rồi nè. Con xin lỗi tía, con lỡ tay thôi. Lỡ tay. Thôi, đừng có lỡ vậy. Cái kiểu này tao nghi lắm á. Mày có chuyện gì muốn nói đúng không? Thì mày nói đi. Chứ xạo xạo tao đá một cái bây giờ đó. Đâu có gì đâu. Có gì đó chứ mày. Tía.
cho con hỏi, ngày xưa tía cua má con sao rồi tía? Ý là mày nói á, hồi xưa tía có cái chiêu gì mà cua má con được đúng không? Chiêu trò gì đâu, tự má bay á hết người lấy rồi, rồi á tía thì thấy má bay á phận gái cô đơn lẻ bóng, tía mới thấy tội nghiệp tía mới lấy đó. Lần nào hỏi tía, tía cũng trả lời câu y chang vậy. Cho ly phê ông chủ ơi. Nấu. Ê! Gì vậy? Cái gì thì nói đi, mắc kêu lắm mà. Em làm gì vậy? Không thấy sao hỏi, đu gì vậy? Thấy sao không, tại hổng chơi vậy mà. Cảm ơn ông chủ. Nấu. Cái gì nữa, nói đi, kêu hoài. Sao em khó khăn không dữ quá. Hôm nay á, em qua bên quán bà Hồng, em có thấy có cái bé Mộng gì đó phục vụ quán bà không? Có. Còn sao? Thấy con Mộng đó làm sao? Cũng hơi được. Phải chi làm con mắt to hơn một tí để nhìn đời cho rõ, cái lỗ mũi cao hơn một tí để cho dễ thở, và cái hàm răng, không, cái bờ môi chúng chiếm một tí cho nó nữ tính, thì tính lại hơi được. Hơi được thôi hả? Đó, anh cũng nói với ba giây là cũng được thôi, nhưng mà nói một hai là nó mê người ta, nó mê chết mệt luôn. Ý là chưa có nói chuyện, không biết tính tình ta ra làm sao luôn, mà nó nhất quyết là nó phải cua cho bằng được em Mộng mới được. Thế vậy luôn? Ừ. Nó tâm sự với anh này à, nó nhờ anh là tư vấn cho nó cái cách nào để mà cua được em Mộng. Nó nói là nó cua được em Mộng là nó bao anh chào nhậu á. Ôi vậy hả? Kệ anh nói tôi nghe gì vậy? Có vấn đề á là đó giờ anh chạy xe ôm không có ghệ gọc gì đâu, biết đường nói chuyện cô gái đâu. Bà dây, vô đây nè. Ồ, mốt chết chắc lên lắm á. Bà dây. Ờ, tẹp, cho, thôi khỏi luôn đi. Ủa, Út nụ, hai người rảnh dữ. Gì nụ? Quân sư nụ. Ồ, làm sao? Là tao nhờ em nụ á, tư vấn cái cách để mày cua được em Mộng á. Nụ có cách hả? Trời ơi, cách á có nhiều lắm, nhưng mà quan trọng để coi thái độ mấy người sao đã. Đúng rồi mẹ ơi, cái gì cũng phải từ từ, cháu nó mới nhừ. Nhưng mà phải nghĩ cho ra nha, chứ hồi sáng tao hỏi tía tao á, ổng cứ trả lời cà rỡn không à. Nhưng mà quan trọng là chú Năm ổng nói câu gì. Người xưa có câu á, chim khôn á chọn cành mà đậu, gái khôn kiếm mấy thằng chồng nhậu mà nhờ. Nhưng mà tía bay đâu có nhậu. Nhưng mà biết tại sao má bay chịu lấy tía không? Tại vì tía có những đức tính tốt khác. Cái đó là thời xưa rồi, chứ bây giờ con gái người ta khôn lắm, người ta phải lựa đàng hoàng. Mấy thằng nhậu hả, nó cho ế trọng mới chơi ấy. Đúng, đúng là quân sư nụ cái gì cũng biết và nói chính xác luôn á. Nụ nụ, vậy chắc quân sư nụ có cái cách để mà cho ba dây nó cua em Mộng đinh dính đúng không? Trời ơi, cách thôi mà, một bụng nè. Quân sư nụ hãy nhận đệ tử ba dây này một lại. Được, ba dây hãy bình thân. Đa tạ quân sư nụ. Không có chi. Ê, làm cái gì? Tự nhiên đứng đây muốn lực làm tôi liệu không à? Cái gì? Tại mày không á, quân sư nên tao liệu theo luôn à. Cái gì? Tại tao? Tại nụ? Ê, tại ai? Tại tao. Bởi sao ngôn hả? Liếm đi. Ôi, ngón tay cong vòng liêu liêu. Đổi ngón khác. Hết cong. Ừ. Vậy thôi, nói nghe nè quân sư nụ. Quân sư nụ nghĩ cái cách nào á mà nó độc, nó là nó bách phát bách trúng, để cho ông thần cú bích á ông mang cái chiêu
cái em mộng về với đội của ba Giai liền. À, đơn giản thôi. Do đó nụ cứ nghĩ cách đi, mọi chuyện còn lại để tôi lo cho. Hay. Được, tôi thích. Có chí khí, có quyết tâm, tôi chịu. Mời vào. Mày làm gì mà giờ này còn ngồi ghi chép gì vậy? Con đang làm thơ. Cái gì? Mày làm cái gì chứ? Làm thơ. Cái gì? Mày làm thơ hả? Mày làm thơ cho ai đọc? Chắc làm cho mấy con khỉ trên rừng đọc đúng không? Tía giỡn hoài nha. Thơ ca nó là một cái nghệ thuật, còn đối với con là một năng khiếu. Năng khiếu? Đâu để tao coi coi cái gì đó. Mày làm gì tao thèm coi lắm đó. Coi viết gì nó viết lại lẹ đi, rồi tắt đèn đi ngủ. Để tháng này tao trả tiền điện chọc đầu á, điện mới lên biết không? Nghe không? Tí đi ngủ đi. Học hành mà chăm chỉ vậy thì đỡ biết mấy. Quang quang thư cương, tài hà chi châu, yếu điệu thục nữ, quân tử hạo cầu. Cho nên là muốn vua dính được em mộng thì mình phải trở thành một người trong mộng, giống như trong mộng của em mộng. Hiểu không? Hiểu. Hiểu màn giày là hiểu hay không? À, tao hiểu câu này nè. Sao? Tức là thường con gái ai cũng khoái người yêu mình đẹp đúng không? Cho nên mày phải đi phẫu thuật thẩm mỹ đi, cho mày đẹp lên là em mộng khoái mày liền. Trời ơi, tào lao. Đi phẫu thuật thẩm mỹ? Không phải hả? Không, bậy bạ. Ý của quân sư nụ nói là bây giờ ở cái xã hội hiện đại như bây giờ nha, thì những người đẹp như nụ và những người hơi hơi đẹp giống như mộng, ai cũng sẽ thích bay bổng và lãng mạn. Vì vậy chỉ cần làm lay động được tâm hồn của mộng là có thể cua dính thôi, đúng không? À! Ê! Mọi người có biết selfie không? À, selfie thì biết chứ selfie thì... Vậy có tin cái ly này phi vô đầu không? Đừng làm vậy. Tào lao cái gì đâu không hả? Mà Sao Ly là cái gì? Sao Ly là một nhà thơ nổi tiếng của thế kỷ thứ 19, tác giả của 1821 bài thơ. Về những nhận định của Sao Ly thì khiến cho giới trẻ phải gật gù. Và hai người có biết là tôi tâm đắc nhất cái nhận định nào trong các nhận định đó không? Nhìn mặt là biết không biết rồi. Thơ ca chính là tấm gương có thể làm cái đẹp biến dạng. À, Mộng ơi, làm cho anh Ba Giai một ly cà phê đá, chỉ một muỗng đường thôi, Mộng nhé. Sao hôm nay tay của Mộng to chứ? Mộng. Ủa Hồng. Sao? Sao? Mộng đâu sao không bưng? Sao tự nhiên cô bưng vậy? Nó đi chợ rồi, nó chưa có về. Bây giờ mày uống không? Không muốn tao đem về. Ê, để nó đi. Nè, mời mốt á là phải để Mộng bưng con mới uống rồi nha. Chứ cô Hồng bưng uống không ngon gì hết à. Không là con uống quán khác à. Mày nói gì với tao hả? Mày mốt quá, tao không có làm cho uống đâu nha. Ủa mà sao cái mặt mày bữa nay làm gì thâm quần hai mắt ghê vậy? Giống con trúc quá vậy. Ủa, mắt con đen hả? Coi kiến coi. À, tại tối hôm qua thức khuya làm chuyện lớn liên quan đến hạnh phúc cả đời con. Chà, dữ vậy hả?
Nè uống đi. Cô không? Ủa? Dạ vậy hả con? Dạ. Nay á thịt heo rẻ lắm cô. Nè ha, thịt ba gọi, thịt đùi, thịt xương nè. Cái nào cũng 1kg 30.000 hết. Cái gì rẻ dữ vậy? Mới ngày hôm qua cô cũng đâu mua được giá đó. Trời ơi, chứ cái anh bán thịt heo là ảnh đòi cho con luôn á. Nhưng mà tại vì anh thấy con ngại cho nên ảnh lấy có 30.000 thôi đó. Vậy đó hả? Dạ. Đi cô đem vô cho. Dạ. Ngồi chơi đi. Dạ cảm ơn cô. Ủa quên. Ủa? Mày đi làm nước cho chứ sao ngồi chơi. À. Dạ. À. Được rồi, tao vô. À, mỏng. Dạ. Pha cho anh ly trà đá nữa, anh khát nước quá. À, dạ, anh chờ em chút. Trà đá của anh ạ. À? À, mỏng. Dạ. Mộng à, hôm nay anh xin mạn phép được kính biếu được gửi tặng đến Mộng một bài thơ mà anh mới vừa sáng tác vào tối hôm qua. Thơ hay quá. Chỉ là thành công rồi. Mộng đã đồng lòng với bài thơ của mình sáng tác. Vậy là mình phải sáng tác nhiều bài thơ nữa để tặng cho Mộng. Ngon lành. Kỳ trời, thuê bao quý khách chỉ còn dưới 1.000 đồng, không đủ để làm gì cả. Không đủ để làm gì thì làm giấc thôi. Trơn nhờ. Ủa mà tự dưng sao hôm nay qua đây mà không báo người ta trước vậy Trơn nhờ? Dạ thưa Mộng. Tại hôm nay tự nhiên cô Hồng đi vắng, cái gặp được Mộng cái anh cảm thấy rạo rực quá. Ý anh là anh gặp được Mộng anh cảm thấy mừng rỡ, cái không nói được gì hết. Yêu. Ê cha mắc dịch. Ê đứng lên nói chuyện ơi. Trời ơi Mỹ sao vậy? Tại sao tôi gọi từ hôm qua tới hôm nay không được? À không, có lúc gọi được nhưng mà tắt máy. Muốn gì? À vậy là con nhỏ khốn nè, hôm qua gọi tôi là bà đúng không? Tôi đang chửi tôi hả? Tôi còn gì nữa? Ủa bắt gì chửi tôi? Ủa bà có ngộ không? Tự nhiên mà gọi điện thoại cho tôi làm điện thoại tôi rớt xuống kênh đó, bắt được rồi đi. Trời ơi, vừa phải thôi nghe. Tự nhiên lúc đó tôi có biết ông đang đứng ở gần cái kênh đâu, mà có điện thoại thì đi xích vô trong nghe đi. Tự nhiên đi ra ngoài kênh chi cho nó rớt xuống rồi đổ thừa. Thì tôi đang ngủ, lúc đang ngủ bà lựa út khắp bà gọi, sao lựa lúc tôi đang ngủ bà gọi anh chị? Sao tôi biết ông đang ngủ? Mà ngủ thì sao, không có chỗ nào ngủ thì sao mà ra gần cái kênh ngủ? Ngủ rồi lỡ rồi lăn xuống dưới kênh rồi sao rồi ai vớt? Mà tào lao tôi ngồi ngủ mát được không? Nhiều chuyện quá. Trời đất ơi. Trời ơi là trời, coi nè. Nghĩ sao vậy? Bữa trước hả mới kêu là hả quân sư nụ chỉ cho tôi cách để mà hả tư vấn cô em Mộng, rồi bây giờ người ta lấy được thông tin người ta ra đây rồi bắt đầu thái độ này nọ. Bực quá, đi về. Ơ kìa, quân sư nụ. Xin lỗi, ba giai lỡ có lời nào đắc tội,
nụ hãy bỏ qua. Nụ à, hôm nay nụ qua thông báo về chuyện của Mộng hả? Kể cho tôi nghe về Mộng đi. Được rồi, để nói cho nghe. Chuyện là gì? Ghê lắm. Ngày hôm qua đó, tôi thấy con Mộng nó đi chợ. Nó mua thịt heo mà nó nói chuyện với ông bán thịt heo. Mà nói chuyện nghe ngộ quá. Đi mua thịt heo không nói chuyện với cha bán thịt heo, không lẽ nói chuyện bà bán cá? Ngu. Mình phải biết suy luận ra chứ. Hai đứa nó giỡn qua giỡn lại cười hí. Trời ơi, tình cảm lắm, chưa kể là nó còn đá lông nheo nha, bạc 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 bạc, rớt cặp lông mi luôn. Chuyện nó có thiệt luôn hả? Ừ. Mà nói cho ông biết nha, là tôi nghi á là cái thằng bán thịt heo đó nó chính là người trong mộng của em Mộng của ông. Hèn chi bà nói tôi mới nhớ nha, Mộng đi mua thịt heo mà chả hỏng lấy tiền đó. Vậy là đúng rồi. Bây giờ á là nó cho không thịt heo, mai mốt nó cho không thịt nó luôn, đó là chết rồi, nhảy xuống kênh cũng khỏi cứu. Chê, tôi thách nó luôn á. Nè, cha bán thịt heo á làm sao sánh nổi với danh thơ như tôi được. Tôi chắc với bà, Mộng đã động lòng bởi những bài thơ mà tôi thức đêm thức hôm viết tặng cho Mộng. Chúc ông may mắn. Hey. Quay. Ê, nhưng sao? Ở trên Sài Gòn từng lễ đã không? Đâu, quá đã luôn. Trên đó hả? Tôi nói xe cộ nhà cửa nghi ngút luôn. Đã vậy ha, Út tao còn tặng cho tao một cái điện thoại mới luôn. Ừ. Đã vậy? Ừ. Nè, cà phê. Ủa, đã dặn rồi mà. Gì? Ly cà phê này là phải để cho Mộng đem ra. Tự nhiên cái cô Hồng đem ra làm cái gì? Mất ngon à. Có mơ này được không? Mộng, Mộng, Mộng. Mộng lấy chồng rồi cưng ơi. Quá. Cái gì? Lấy chồng. Mộng chồng, chồng Mộng. Chồng Mộng. Mộng lấy chồng. Thằng nào? Thằng nào con nào dám cãi gan tới đây mà cướp Mộng của ba giai này chứ? Thằng đó nó đẹp trai, nó cao lớn, nó giàu sang lắm. Thằng bán thịt heo ngoài chợ đó. Nãy tình ba giai nó gửi lá thơ nè. Đừng khóc nữa, đọc đi. Nói gì vậy? Làm thơ không ra được tiền, bán thịt heo thì tiền liền, ai hy đột ngột. Nhà thơ không chịu, tự nhiên đi chịu thằng bán thịt heo. Trai của mẹ ở nhà ngoan nghe không, không có được pháo mà hoại đâu. Mẹ hứa là mẹ sẽ cho con một gia đình hạnh phúc và một người cha thiệt là xứng đáng với con. Thôi ở nhà nghe không, mẹ đi đây. Má. Con. Má canh thằng nhỏ giùm cho con nha. Con đi công chuyện xíu, trưa con về. Ừ, cứ đi chơi. Đi chơi thoải mái đi con. Chơi xả láng, chơi tới bến là con. Yên tâm. Dạ má con đi. Đi chơi vui nha. Dạ. Cứ việc đi chơi thoải mái, yên tâm. Ừ. Để má lo nhóc cho. Dạ. Ông Tư, ông Tư. Để, tôi biểu đây, ông Tư, ông Tư. Ông Tư, tôi biểu này nè, ông Tư. Trời chồng bà hai con bà vậy? Biểu này biểu nọ vậy? Làm gì vậy? Làm gì mặt như mừng như bắt được vàng vậy? Cái này á không phải là bắt được vàng, phải nói là bán được vàng đó ông ơi. Ông biết sao không? Hồi nãy trước khi tôi đi chợ á, con Hai Nhái nó mới gửi con cho tôi nè. Là như mới lần đầu nó gửi vậy. Lúc đó bà còn rèn nhỏ tối ngày gửi con bà biết à. Giờ hớn hở. Ông bởi vậy cái tên từ ếch của ông không có quan tí nào. Sao? Chưa vậy là nhảy sổm với ông Hồng tôi ngồi. Hả ông ra? Hả ông ra con tôi nhảy rồi được không? Tôi nói á là tự nhiên hôm nay nó gửi thằng nhỏ cho tôi. Rồi ông biết nó gì không? Cái nó chân diện lên, nó mặc một bộ đồ đẹp,
Ba nói nhìn nó mướt lắm ông ơi. Bà rảnh quá. Nhỏ không chân diện cũng nói, mà giờ nhỏ chân diện cũng nói. Bởi nói chuyện với ông chán chứ. Gì? Từ đó giờ, từ lúc đó có con nhỏ, giờ ông có thấy con mình nó sửa soạn không? Thì hôm nay tự nhiên nó ăn diện đẹp là ông phải hiểu là có cái chuyện gì rồi. Hiểu chưa? Nói gì thì nói hoạch tẹt đi, ấp ấp mở mở hoài. Mệt quá. Vậy tôi nói thẳng với ông nè. Trúc sinh Trúc Mộc Tàu Đình. Em xin em đứng một mình cũng xinh. Trời trời trời, ngâm thơ nữa trời. Nói chuyện còn đắm hơi nữa mà đã ngâm thơ trời. Nhưng mà con mình á, nó không có đứng một mình, một nách, nó ẩm một đứa con. Thành ra tôi cảm thấy không có con ma nào mà dám hó đó ông ơi. Thôi bà ơi, bà chắc không phải mẹ đúng không? Con của bà giờ bà dí mình tới con ma cũng không dòm. Bà tào lao không à. Ở xóm mình rất là nhiều thằng mê nó, chọc nó miết luôn. Ví dụ đơn giản thôi, thằng bé cò là thấy không? Trồng cây si trước nhà mình, trồng cây si mới có mấy rễ, bây giờ nó ra rễ chùm như dây luôn. Mà nó có ưng không? Không. Mấy cò á, ừ? Nếu mà nó có ưng á, tôi không chịu. Ủa sao hả? Bị gì á, con hai nhá nhà mình á, nó đã có một đứa con rồi. Thì tôi phải tìm một người nào có cái tài chánh cho nó ổn định, để lo cho má con nó chứ. Đúng không? Nhưng mà cái thằng này nha, chắc có lẽ ok lắm ông ơi. Ờ, tôi nghe bà nói cũng có lý. Thôi ông, cái hũ rượu ông ngâm đó, ừ, khui ra, vợ chồng mình ăn mừng là vừa rồi đó. Không cần đợi lâu, một chút xíu bà vô bà làm mồi lấy cái hũ rượu ra quất liền. Vô làm liền. Gì kìa, gì mà mới uống mấy ly rồi đẩy nắp rồi. Thôi, uống nhiều đó được rồi. Chứ đã mà lâu lâu vui uống một cái ly. Thôi mà uống nhiều nó xỉn. Nè, cho ông coi này nè. Hình con gái mình. Ông thấy không? Công nhận con gái mình đẹp thiệt. Chứ sao? Ừ. Nó giống tôi á. Nhưng mà có điều á, con mắt nó buồn hơn con mắt của tôi. Vui vơ à? Sao rồi thầy? Bộ quẻ xấu lắm sao mà nãy giờ thấy cái sắc mặt của thầy tôi lo quá. Căng lắm mà nha. Vậy là cô gái tôi không ai thương thiệt hả thầy? Không, có người thương. Hả? Có người thương? Nhưng mà nói á, hai vợ chồng lo thêm. Cái người thương này á, là người không phải có Trần này đâu. Không phải có Trần? Là Duyên Âm. Duyên Âm? Duyên Âm. Đúng rồi. Hả? Cái Duyên Âm này là cái gì? Là giống như là mấy kiếp rồi. Nó thề non hạng biển, son sắt keo sơn lắm. Nên nó theo, nó phá cái nữ này nè. Nên cái nữ này á, không có đi đến với ai được đâu. Mà nếu có đi đến được cái đám cưới á, nó cũng phá banh cái đám cưới à. Trời ơi, ghê lắm. Hèn chi, lúc trước đã khó, bây giờ có con lại càng khó nữa. Đó đó đó, ý tôi nói là vậy đó. Nó khiến cái nữ này có con đã khó có chồng hơn. Mà không phải thầy ơi, tuy nó có con nghe, nhưng mà cũng có nhiều mối lắm. Có nhiều mối nhưng quan trọng bây giờ có mối nào chưa? Tôi coi quẻ tôi biết, đừng có cãi tôi. Cái nữ này là nó vô cái quẻ này nè. Nó vô cái quẻ là hai cái câu thơ này nè. Để tôi nhớ nè. Hai câu là ra đường má đỏ môi hồng, về nhà nước mắt hai dòng tuôn rơi. Ủa, hai chồng làm gì lắc vậy? Mà đúng rồi, đúng rồi. Hôm qua về thầy nói tới đây hả, tôi nhớ lại, tôi tâm phục khẩu phục. Hôm qua ông nhớ không? Nó về nó khóc. Nhưng mà bây giờ có cách nào mà giải trừ được cái Duyên Âm này không thầy? Có chứ, có, sẽ giải được cái Duyên Âm này đó. Giờ mình á phải làm cái lễ cắt đi. Cắt cái gì thầy? Cắt cái gì? Tập dội cắt Duyên Âm. Chứ cắt cái gì? Nhưng mà làm cái lễ này lớn tốn tiền lắm rồi nha. Không sao thầy, miễn sao mà thầy cắt được cái Duyên Âm á là thiệt, tốn bao nhiêu tiền ở đây vợ chồng cũng con cũng lo được hết thầy. Đúng rồi thầy, miễn sao mà con gái tôi nó có chồng là bao nhiêu tụi tôi cũng chi. Rồi được. Dạ. Thấy hai vợ chồng thương con quá. Dạ. Tôi sẽ giúp cho. Dạ. Rằm tháng này nè, đưa nữ đó tới am của tôi. Dạ. Này giúp hai vợ chồng thì tôi đi ngang đây, giống như mình có duyên với nhau vậy đó. Dạ.
Nếu có gì thì gia đình tôi xin hậu tạ. Trăm sự nhờ thầy với thầy. Rồi được. Duyên Âm. Ừ. Bởi á, má thấy tình duyên của bay á, nó sao mà nó thâm thẳm chiều trôi, không biết chừng nào mới cặp bến được. Trời đất ơi, tại con không muốn thôi, chứ con muốn là có từ lâu lắm rồi má ơi. Đừng có xạo xạo. Sao mà bữa đó là mà đứa nào khóc sưng cả con mắt đó. Hồi nào? Thì cái bữa đó đó, cái bữa mà con bận một bộ đồ đẹp thiệt đẹp đó, mày mày chân diện, mày tha son, mày tươi lắm, thì là bữa đó mày mày đi chơi với bồ chứ gì nữa. Cái bữa mà con mặc áo màu vàng á hả? Ừ đúng rồi. Má đang nghĩ cái gì vậy? Thì đó, mày đi hẹn hò, mày đi hẹn hò với bồ, rồi cái nửa chừng cái mày bị con ma nó phá, nó phá xong làm cho hai đứa bay gây lộn, rồi về cái mày khóc bù lu bù la với tía mày đó. Mày không nhớ hả? Má nói má nghe này nè. Thôi má đừng làm nội trợ nữa, má đi viết tiểu thuyết đi, coi bộ vậy mà nhiều tiền lắm á. Thôi mày đừng nói trống lãng. Ngày mai tao phải kêu thầy bố qua để cắt cái duyên âm cho mày. Con có gì đâu nhưng đi cắt duyên âm. Hôm bữa là má biết đi đâu không? Đi đâu? Con đi đóng phim. Đóng phim? Ồ, con đi đóng cái cảnh mà cắt hành tây á, xong rồi nó văng vô mắt con rồi con khóc. Thì đó hả? Cái duyên âm nó khiến đó, nó khiến tự nhiên sau kia mày đi cắt hành rồi mày khóc, nó muốn hành xác mày cho thành con săn sắt luôn đó, đúng không? Con không hiểu đang nghĩ gì luôn á. Mà nè, thì má hỏi, cái thằng mà kêu con đi đóng phim á, thấy nó được không? Được, được bà vợ với hai đứa con á má. Thì chưa, mai tao phải kêu thầy bố qua nhà để cắt cái duyên âm cho mày. Má, má lớn rồi mà má mê tín gì đoan quá à. Con bị lần rồi con tẩn tới già nên con biết. Mà con cũng nói thiệt với má, con mà muốn á là anh Bảy Cò đem trầu cao qua đây, tía má trở tay không kịp luôn chứ đó mà. Thôi, đừng có nhắc Bảy Cò. Mày có chịu á, tao cũng không chịu. Mà nếu con ma nó không phá đó, tao cũng phá nữa. Tao mệt quá. Ôi chú Tư. Chú Tư. Cái gì vậy ông nội? Con mới vô có chút xíu, con thấy chú ngồi than thở 5-7 lần rồi nha. Chú có tâm sự gì chú nói con giải quyết giùm cho chú. Chứ con thấy chú ngồi than thở vậy tội thương quá à. Mình nín thở 5-7 phút đi cho nó khỏe người chứ. Trời, nín thở 5-7 phút cho tao đai luôn quá. Mà con hỏi thiệt mày nè. Dạ. Mày có thương con nhái thiệt không? Chứ Tư hỏi kỳ quá. Chứ lẽ giờ con nói con thương nhái đứt ruột đứt gan luôn chứ. À mày thương nó thiệt hen? Dạ. Vậy thì tao hỏi mày nè, ví dụ như mày gặp nó đang có một cái chuyện mà nguy hiểm tới tính mạng đó, mày có lo không? Dạ lo chứ, lo lắm luôn á. Ủa, chú Tư nói vậy là nhái bị bệnh gì rồi chú Tư? Nhái bị ung thư rồi chú Tư, da đậu mấy rồi, giờ mình phải chữa trị sao hả chú Tư? Nên thằng vô duyên, tao chưa nói nhảy họng tao ngồi cũng ra. Cái gì mà ông Tư? Tầm bậy tầm bạ không. Tao nói là nó đang bị cái duyên âm theo phá. Ủa chú Tư, con thấy chú Tư là cái người hiện đại 4.0 rồi, thì sao còn mê tín dị đoan nữa vậy chú Tư? Nói là ngay thì chú Tư không có tin lắm, nhưng mà tao nói mày thím Tư bà đi coi bói, bà nói ra nó vô cái tao cũng bị phân tâm. Bà nói là cái con nhái đó, nó bị cái duyên âm đó. Cho nên là bây giờ nó không có nghĩ tới chuyện lấy chồng nữa. Ủa chứ không phải là chú Tư ngăn cấm nhái lấy chồng hả? Cấm cái gì mà ngăn cấm? Bây giờ nó đã có đứa con, nó có chồng, tao còn mừng nữa, ở nó mà cấm cái gì? Nè. Dạ. Ví dụ mày có tình địch phải không? Dạ. Tình địch mày biết được cái thằng đó, thằng A, thằng B, thằng C nè. Mày thấy mặt, mày biết được mình cạnh tranh đúng không? Dạ đúng rồi. Còn đằng này nó
mày không có biết ai nó ở dưới á, nó ở dưới đó sao cạnh tranh. Thôi giờ không lẽ con xuống dưới cạnh tranh với nó ta? Trời, muốn xuống dưới lắm hả? Không lao không tin nè. Đó, bây giờ mình phải tìm cách cắt cái duyên âm đó, thì sau đó nó mới muốn lấy chồng. Tiền đó thì mày nhào vô, đúng không? Đã, chưa từng nhớ nói vô cho con 5-7 tiếng nha. Cái này tao không hứa nghe, hên xui á, hên xui. Cãi đi. Rồi. Còn bây giờ mình làm sao chú Tư? Bây giờ ha, mày phải làm sao cho nó tin là có cái duyên âm theo nó, hiểu không? Con biết rồi. Ừ. Bây giờ ha, con sẽ giả làm người âm đi theo phá nhái. Trời, một cái duyên âm ở dưới là muốn chết rồi, đi thêm thằng âm hồn sống mày nữa chắc chết luôn quá. Tào lao không à. Nó nhỏ nè. Dạ. Mày nghe không? Dạ nghe. Rõ không? Dạ rõ. Rồi hiểu không? Dạ không. Ngay. Ủa, anh Cò đi đâu vậy? Anh mới đi uống cà phê. Rảnh không chở tôi đi xíu đi. Rảnh anh, tôi mua sữa cho con tôi á. Lên. Ê, mặt. Gì vậy? Ủa, bình thường tôi thấy nhái có nhiều xe ôm miễn phí lắm mà sao hôm nay kêu tôi là sao? Ừ, rồi sao? Giờ anh có chở tôi không? Không chở á. Ừ, tôi là không có dễ dãi đâu, khi chở là chở. Ừ, vậy thôi tôi đi kêu người khác chở. Kêu đi. Nhanh. Anh kẹo tôi đúng không? Tôi biết ngay. Ê, mà khoảng. Cái gì vậy nữa? Mày, tôi không có giỡn. Tôi thiệt tình á, không chở. Không phải kêu chở là chở. Xấu thì xấu thiệt á, đâu phải dễ dãi. Chở thôi. Đi kêu anh Tèo chở tôi. Từ nay đừng kêu tôi chở nha. Nhái ơi, thông cảm cho anh. Anh chỉ muốn em cắt đi cái duyên âm, rồi sau đó mình nối lại tình duyên nha. Đi em coi. Ta lùi trong mặt không chết. Tôi trông con hai nhái nó về chưa? À, kìa. Không, nó về rồi. Dạ, tí máng mới về. À. Ủa? Con nói con đi mua sữa cho con mà sao mà đi về lẹ vậy? Con không đi nữa. Thằng Bảy Cò nó không chở con đi phải không? Hả? Sao tí má biết? Thì má nói đại. Tại hổm rài á, má thấy nó ít có qua nhà mình chơi. Mà nghe đâu ha, nó đang đeo đuổi con thấm lùng ở xóm bên đó. Nó mới lạc lẽo với mày đó. Cái gì? Xưa giờ con thấm lùng theo anh Bảy Cò chứ đời này anh Bảy Cò theo nó. Anh ghét nó còn hơn là muốn hút đứt bỏ đi mà. Tí má có lộn không? Lộn đâu mà lộn. Đó, con thấy không? Chính thằng Bảy Cò nó đeo đuổi con á mười mấy năm nay mà bây giờ tự nhiên nó còn trở quẻ vậy đó. Con suy nghĩ có phải không? Có phải là con bị phá không? Chính xác đó. Ừ. Thôi đi. Sao mấy chục năm nay nó không theo, tự dưng giờ nó theo? Thì bây giờ á, con cứ thử đi nghe lời tiết, qua bên cái am đó đó cắt duyên âm thử coi có thay đổi gì không. Đúng rồi, đi cắt thử coi cũng đâu có hại gì đâu con. Trời đất ơi, con đã bị một lần rồi, tự dưng bây giờ đi tiếp tay cho ba cái vụ mê tín dị đoan đó làm chi vậy? Con mất tiền một lần rồi mà còn không sợ nữa. Mê tín cái gì mà mê tín? Cái chuyện này nói là có sách mới có chứng, thì người ta chỉ sao nghe vậy đi. Nè, điển hình như là cái vụ con Bảy Cò đó, hồi nào thì nó thương con đó, tự nhiên nay tự nhiên cái là nó cũng quay lưng với con, không thấy hả? Thôi không quan tâm, con đi vô. Nhai. Trời đất ơi, nó không tin rồi ông ơi. Trời ơi, nói nó tỉnh bơ mà thấy không? Ừ, sao nói cách nào nó cũng không tin á. Vậy chắc tôi với ông á phải nuôi má con nó tới già luôn rồi. Không được, mình phải tính một cái phương án mới.
vậy đi, bây giờ mình thử mình chơi cái chuyện khác coi. Chết rồi, dạo này sao mình thấy sao sao trong người á ta, sao mà cứ lạnh sâu gáy vậy trời. Sao mà cứ có cảm giác ai cứ sâu mình ám mình vậy trời. Không lẽ ma ám ta. Nhảy. Anh Tèo. Em làm gì mà ngồi mơ mơ hồ hồ nói chuyện lảm nhảm mình như ma ám vậy. Trời đất ơi, anh Tèo còn thấy vậy nữa là chết rồi. Sao không thấy? Hồi nãy anh đi vòng vòng sau lưng em nè, anh kêu em có trả lời đâu. Mà cũng đúng, anh Mỹ Cò mà anh cũng dám quay lưng với mình thì không lẽ nào. Chắc chắn là bị ma ám. Ờ, em nhắc Mỹ Cò mới nhớ. Ừ, sao anh thấy em đi bộ mình đi chợ vậy? Còn Mỹ Cò đâu không chở em đi. Anh mà cũng nhận ra được điều đó nữa hả? Đuôi sao không thấy trời. Anh Tèo. Gì? Em hỏi anh này anh phải trả lời thiệt nha. Đó giờ anh có bao giờ nói dối đâu. Anh thấy tụi con gái với xóm mình á, với em khác nhau ở chỗ nào vậy? Khác. Khác. Có cái khác là tụi nó có chồng, còn em không có chồng. Chết. Nhái. Anh xin lỗi, anh nói chuyện không duyên dùng gì hết trơn à. Em đừng có buồn nghe nhái. Không mà nói đúng thiệt. Mà công nhận nha, tụi nó bằng tuổi em mà tụi nó chồng con đùm đề vậy á. Còn em thì có con mà không có chồng là sao ta? Ai biết đâu. Chắc chắn là bị phá rồi. Chết rồi. Mà anh Tèo. Gì? Từ trước tới giờ anh có bao giờ nghe tới ba chữ cắt duyên âm chưa? Cắt duyên âm mà. Có. Ờ, hồi xưa kế nhà anh Tèo á, có cái cô đó cô 40 tuổi rồi mà cô chưa có chồng. Cái bà đi coi bói, thầy bói nói là bà bị cái gì duyên âm gì đó, phải đi cắt duyên âm mới được. Rồi bà có cắt không? Cắt cho sao không, 40 tuổi không có chồng, ta kêu làm gì phải làm chứ. Rồi bà có chồng chưa? Có, cắt xong cái bà có chồng liền luôn. Mà có điều, bà lấy chồng người ta cho nên đi quýnh quá trời luôn. Kêu tía má ra mới được. Thôi nhưng không, mình phải quýnh úp nó mới bất ngờ. Mình phải thể hiện bản lĩnh của một người mẹ đơn thân. Vô. Bố người ta chờ, bố người ta chờ, bố người ta chờ, bố người ta chờ. Ăn cơm anh chưa vậy ta? Mày với bữa. Quá. Hình như má nghe cái giọng này quen. Quen thiệt con ơi, giọng này quen lắm. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái mặt bị đầy nữa này. Nè là ma nè, duyên âm nè. Người âm chưa hại mà thấy toàn người dương hại nhau không rồi đó. Trời ơi, tôi biết rồi. Chút xíu nữa là mày cắt hầu khẩu tía về dưới luôn rồi. Là tao thành người âm luôn rồi nè. Tại thế à? Ông Hương. Ủa, anh Tèo đó hả? Út Hương đi đâu lâu quá không gặp vậy? Út Hương mới lên Sài Gòn, mới đi học bằng heo. Lên Sài Gòn học bằng heo làm chi? Trời ơi, tôi đi Sài Gòn lâu như vậy rồi á, mà anh vẫn không bỏ được cái tật nói chuyện vô với
Lúa còn không lòi ra được hột gạo nữa. Tôi nói tôi học mần neo. Mần neo là làm móng tay, móng chân nè ông ơi. Ờ, giống như mấy bà trong xóm mình mà lâu lâu có đám cưới, cái mấy bà ra tiệm, mấy bà sưng xanh, sưng đỏ rồi gắn mấy cái hột lên phải không? Đúng rồi đó, thông minh là được chút xíu rồi đó. Vậy thôi Út Hương về nha, bye bye. Ê. Cái gì nữa? Út Hương mới về chắc cũng đâu có làm gì. Thì mới Út Hương rảnh không? Có bận gì đâu, không rảnh. Chi không? Mời Út Hương đi uống xin tố với anh Tèo đi. Uống hai người á? Ừ, hai đứa mình thôi. Thôi kỳ lắm, không đi đâu. Thôi đi đi, có gì đâu kỳ. Thì hồi xưa anh Tèo với Út Hương cũng đi uống xin tố hoài gì, có gì đâu kỳ. Ok, mai tôi cũng không làm gì hết. Thôi đi với anh. Nhưng mà nè, tôi nói á, đi uống nước với tôi á, tôi có điều kiện á nha. Ủa, uống xin tố cũng có điều kiện nữa hả? Có chứ. Được không? Không được thì thôi, không được thì ngày mai khỏi đi. Được, được. Vậy á, thì ngày mai anh Tèo diện theo cái xì tai Hàn Quốc đi. Hàn Quốc hả? Ừ. Để biết không, bạn bè tôi mình nó có gặp nó không có cười tôi, chứ không là tụi nó cười tôi. Giờ sao, chịu không? Út Hương yên tâm đi. Tại bình thường anh Tèo chạy xe ôm á, anh Tèo mặc đồ cũ cũ thì thôi, chứ lên đồ cũng đẹp trai lắm á. Hàn Quốc thì Hàn Quốc, Út Hương thích cái gì là anh Tèo chịu hết luôn. Ok, vậy thì hẹn ngày mai nha. Rồi bye bye anh Tèo nha. Ừ. Hả? Nữa hả? Ai nói gì ba? Ai đừng có hỏi. Quan trọng là ta chê anh Tèo quê mùa đen đúa. Trời đất ơi, nghĩ sao mà đi ăn nói gì kỳ cục vậy trời. Ờ. Mặc dù là nói đúng á. Hả? Trời ơi, nhìn coi kìa. Cái bộ dạng phối đồ gì mà không có liên quan gì hết trơn, ăn mặc gì mà kỳ vậy. Thì ba má đẻ ra làm sao mình để như vậy, chứ biết đường đâu thay đổi. Phải thay đổi. Thay đổi thì cuộc đời vận mệnh nó mới lên được, anh biết không? Đó, bây giờ làm sao? Quan trọng là cái hình ảnh này nè. Cái hồi đó nghe ông Cuông chanh chanh nó không chịu, nó bỏ đi là phải rồi. Thôi, đừng nhắc tới người xưa nữa. Thì sao? Bây giờ muốn đổi style không? Tôi chỉ cho. Muốn xì tay Hàn Quốc nè, Nhật nè, hay là châu Âu? Hàn Quốc đi. Hàn Quốc phải không? Ừ. Chuyện nhỏ. Nè, uống đi. Dạ, cảm ơn cô Hồng. Sao dạo này mày qua quán cô Hồng uống trà đá không vậy? Dạ, con đang tiết kiệm tiền. Kiệm nữa? Tính cưới vợ hả? Ừ. Cái đó chỉ là một trong cái những kế hoạch tiết kiệm tiền của con thôi. Ừ. Nhưng mà vậy cũng tốt. Tiết kiệm vậy là ngày mai mốt lo gia đình mình được, nghe không? Ừ. Đi đâu mới về hả? Dạ đâu có, bây giờ đi ra ruộng bón phân cho lúa. Vậy hả? Thôi, khỏi gót. Ừ. Đi nghe, cảm ơn cô Hồng nhiều. Ừ. Cái thằng tiết kiệm thấy sợ luôn à. Nhưng mà thôi vậy cũng được, mai mốt vợ con nhờ. Bà Hồng ơi. Gì vậy? Cứu mạng đi. Cứu mạng ai? Vụ gì? Tôi nè. Mạng mày sao? Bà làm ơn làm phước cho tôi mượn tiền nhé. Cái gì nữa đây? Nghĩ sao mượn tiền hoài vậy? Thôi khỏi đi. Tôi năn nỉ bà luôn bà Hồng. Bà cho tôi mượn tiền đi. Thay vì bà đi chùa bà làm phước cũng vậy, giờ có người cần bà giúp đỡ nè, cứu một mạng người hơn xây bảy kiên chùa bà. Tôi mượn tiền đi. Tèo tèo tèo. Tao lại mày. À, mày đừng có ám tao nữa. À, như vậy là tao phước đất lắm rồi. Nhưng mượn tiền tao hoài, tiền đâu mà có hoài vậy? Ê, tao chỉ cho nè, tao chỗ cho mày mượn. Thằng mấy cò nó nhiều tiền lắm mà ra mày mượn đó. Nó mới vừa ra nè, đi đi. Mấy cò hả? Ừ. Cảm ơn bà nghe bao. Ừ, đi đi. Phải coi lại coi. Ê. Ai? Này để dành tiền cưới vợ nè. Cái hộp này để dành tiền mua phân mua thuốc bón ruộng nè. Rồi cái hộp nhỏ này để dành tiền ăn bánh thôi. Ồ, quên rồi, cái hộp nào để tiền cưới vợ ta? À đúng rồi, cái hộp này cưới vợ. À đúng rồi, cái hộp này. Cưới vợ để dưới phân làm ăn. Đừng giấu hùng hùng, tám tạng thấy.
chết luôn. Đóng đầu luôn. Bảy cò, bảy cò. Ủa, có chuyện gì quan trọng kêu em giật ngục giật xuôi vậy anh? Có, quan trọng dữ lắm. Quan trọng lắm hả? Ừ. Chuyện gì vậy? Cái gì? Tao với mày có phải anh em không? Không. Sao vậy? Ý tao là anh em chồng sớm á. À, cái đó thì đúng à. Ừ. Vậy nếu như mà anh em có chuyện, mày sẽ giúp đỡ đúng không? Không. Sao không có nghĩa khí gì chơi vậy? Nghĩa khí thì khí khô vậy anh? Muốn giúp đỡ thì cũng phải tùy chuyện chứ, cái chuyện gì cũng giúp đỡ sao? Ví dụ anh đang bực bội ai, anh kêu em qua đánh người đó sao được? Ờ, cũng đúng ha. Ờ. Không không, chuyện này nó đơn giản lắm. Tức là bây giờ tao kẹt, mày cho tao mượn tiền ha. Ông làm quá à, tưởng đâu nãy giờ cái chuyện gì ghê gớm lắm. Ê, té ra là chuyện mượn tiền. Mượn nhiêu? 2 triệu à? Ừ, tưởng gì. Trả em về nhà đi, em cho mượn. Ừ 200 ngàn à? Ít vậy. Chứ làm gì em có số tiền lớn đưa 2 triệu dữ vậy? Đi mấy con, giúp tao đi. Cái chuyện này liên quan tới hạnh phúc đời người của tao á. Được hay không là ở chỗ mày đó. Cái gì? Có 2 triệu mà nó hạnh phúc cả đời của anh luôn hả anh? Ừ, thành công hay không là do mày quyết định đó. Ghê vậy? Ừ. Mượn chừng nào trả? Thì mượn chừng nào có là trả. Cái gì anh Tèo? Chứ mượn chừng nào có mới chịu trả hả? Không không không, ý tao là cho tao mượn đi, cái tao chạy xe ôm tao gom đủ tiền, tao tranh thủ tao trả mày liền, không có thiếu dai đâu. Ờ, lo chạy xe ôm gom tiền trả em nghe. Ừ. Chứ để lâu quá cũng không có được đâu á, nhớ 2 triệu á. Ừ. Úi trời đất ơi, cứ kìa anh Tèo. Sao trời ơi, nhìn không ra luôn á, mai cụ Tèo. Nhưng mà thấy nó sao tao mặc bộ đồ này vô tao thấy tao còn bóng hơn mày nữa mày. Trời đất ơi, bóng gió vậy đây ông. Cái này là cái bộ đồ này nè, em đi á 10 cái shop á xẻo lá thì mới tìm ra được bộ đồ cho anh đó. Nói đẹp là đẹp không có sao, cuộc đời này tôi xác định cái gì đẹp là nó sẽ đẹp, yên tâm nha. Nhưng mà tao thấy nó sao sao á. Sao sao gì mà sao sao, đồ này nè nhớ không, chụp hình nó thấy trên mạng tao chụp không, nhìn trên mạng hình thì nó đẹp, anh mặc ở ngoài thì thấy nó lạ, rất là lạ luôn. Cũng đúng nha. Ừ. Tao có kiến tao thấy nó không có đẹp mà nó kỳ. Kỳ gì mà kỳ, tại anh mới mặc nên thấy nó lạ chưa quen thôi chứ không có gì hết á. Ờ. Để coi, giờ tròn vô vậy nè. Đó, trội khoanh tay đây cái cây. Trời ơi kìa, phim truyện Hàn Quốc, chuyện tình mùa thu. Ôi, con bồ anh nó mà gặp á nha, nó mê như điếu đổ luôn á. Ừ. Hy vọng là có tiến triển. Ừ. Mà công nhận ba má tao khéo sanh khéo đẻ, đẻ ra tao làm sao mà đẹp trai bá cháy bồ chét luôn mày. Thôi đi lẹ lẹ đi, lẹ lẹ đi, để cho nó nóng, để con bổ đợi. Đi à. Để, được chưa? Được rồi. Rồi đi ha. Đây. Nè, giặt ra. Chọn cái khăn lên. Rồi đi nha. Rồi chúc thành công nha. Ừ. Có gì cho hay nha. Ừ. Cha nội này thiệt luôn. Anh Tèo. Trời ơi. Đúng Hương. Chi mình đây nhìn lạ dữ vậy ta, nhìn không có ra luôn á. Được không? Ờ, cũng được. Lúc đầu anh Tèo nhìn anh Tèo cũng thấy lạ lạ nữa. Chắc tại em nhìn chưa quen á, nhìn hồi là thấy đẹp à. Anh Tèo, kiếm đâu ra cái áo với cái quần nhìn ngộ ngộ ha. Này là anh Tèo tự lựa đó, vừa ý em không? Cũng vừa ý. Cái này bà bán đồ á, bà nói là xì tai Hàn Quốc mới nhất. Mấy cái này á chỉ có một bộ duy nhất, không có bộ thứ hai đâu đó. Mà đặc biệt nha, mà làm như là mấy cái người mà may bộ đồ này may cho anh Tèo hay gì, anh Tèo mặc vô cái y như trang đông gua vậy đó. Ồ, nó đẹp ghê luôn. À, Út Hương cũng hy vọng là được như anh Tèo nói. Trời, hồi nãy anh mặc bộ đồ này nè, anh chạy vòng vòng sớm xẻo lá,
cái dân chúng kéo ra coi quá trời luôn. Chắc có thấy anh Tèo đẹp trai á. Chắc vậy á, chắc mọi người thấy anh Tèo đẹp trai á. Mà anh Tèo, giờ mình đi đâu? Anh Tèo tính hết rồi, đi quán quen. Quán quen? Quán quen là quán nào? Đi đi rồi biết. Thôi, đi đi rồi tính sao. Thôi để Út Hương đội đội cho. Thôi anh Tèo đội cho. Lên Tèo. Rồi lên xe. Rồi chưa? Rồi. Ôm vô đi. Đường dặn lắm, em chỉ ngỡ không quen em té á. Ôm đi. Không sao đâu, Út Hương ngồi chắc mà. Ôm đi. Út Hương nhìn nó phía sau mà, không sao. Không ôm thôi. Đi ra. Sao mấy hôm rày không thấy thằng Tèo nó ghé uống cà phê ta? Coi vậy với thiếu nó cũng thấy buồn buồn á. Có khi nào mình cho nó mượn tiền nó giận không ta? Nhưng mà không có đâu. Cái thằng này coi vậy với vô tư, không có giận ai đâu. Có lẽ là nó bận chạy xe, có việc làm mà, nó mới vậy thôi. Vậy cũng mừng cho nó. Em chờ anh tí xíu nha. Anh đi đâu vậy? Quá gì chán muốn chết. Uống gì em trai? Sao? Mày làm gì mà tao nhìn mày không ra? Đẹp trai quá nhìn không ra đúng không? Tao mới ăn cơm, mày đừng để tao ói nha. Luôn nhiên. Đồ người ta mới khai trương bà chê làm tôi quê bà. Ai hành mày mặc cái bộ đồ đỏ chót vậy? Ra ngoài ruộng á hả, bò nó hút mày cho mày coi. Không dám đâu. Cái này người ta kêu bằng thời trang Hàn Quốc, mô đen mới đó bà. Hả? Ai? Ai? Gậy mới. Từ từ. Mày quên con chanh hả? Chanh tắt gì đây? Đừng có nhắc tới con người vô tình vô nghĩa đó. Để tôi nó nghe nó buồn. Cũng được. Nhìn trắng trẻo nõn nà. Để tao qua tao hỏi chị mới chắc nha. Qua coi mắt con gậy mới tôi cơ ra làm sao. Có uống gì? Quán cô có bán gì vậy cô? Quán cô là quán cà phê, bán cà phê nè, rồi nước ép sinh tố, đá chanh, trà đá gì cũng có hả con? Vậy cô cho con một ly cappuccino. Là gì mày? Rồi xong, không biết là không có. Thôi cô cho con một ly trà sữa tươi trân châu đường đen cô nha. Trà, sữa, đường. Có mấy cái đó. Nhưng mà cô không có trân cho mã não gì hết trơn con. Tiểu, sao anh nhắc em vô cái quán gì? Có cái gì để uống vậy? Tại anh tính dắt em đi quán quen cho mình đỡ bị người ta chặt chém. Trời ơi là trời. Anh á, anh sửa hết cái bề ngoài không chưa đủ luôn nha. Sửa luôn cái nết ở bên trong đi. Kém sang bội. Hương ơi Tèo. Gì? Sao không muốn cà phê quán tao? Cà phê đâu á? Ai nói bạn này cà phê? Chứ gì? T.I. Sugar. Là cái gì? T là trà, ice là đá, sugar là đường, trà đá đường. Trời ơi, cái món này quán tao cũng có mà. Trà đá đường quán bà đâu có ngon bà ơi. Quán bằng cái lỗ mũi đi ra đi vô có hai món coffee với water. Xin lỗi mày nha, quán tao còn có lemon ice. Là gì? Chanh đá đó. B
đi tiếng Anh luôn ta. Sao không biết? Trời ơi, quán tao là rất nhiều người nước ngoài, bắt buộc là tao phải học và tao cập nhật theo người ta. Đúng rồi đó. Bà vậy là bà hay đó, phải cập nhật thông tin để mà nâng tầm quốc tế. Tôi nè, tôi cũng phải học, mơ mốt bà phải thay đổi cái thực đơn á, có nhiều tiếng Anh vô phong phú hơn, để mà em Hương của tôi có ghé quán bà uống thì em Hương của tôi biết đường kêu. Nè, mày đừng nhắc cái em Hương qua đèo của mày nha, tao nghe tao nói dịch rồi đó. Ê, bà đừng có chê em Hương của tôi nghe. Nghĩ sao kêu Hương qua đèo? Út Hương của tôi người ta đẹp gần chết, ta da trắng nè, dáng xinh nè, chân mày lá liễu, mũi dọc dừa, miệng trái tim. Trời ơi, con mắt bồ câu. Bên đậu bên bay á. Ê, gì bên đậu bên bay? Nãy giờ tôi quê bà nhiều rồi nghe. Mày á, đừng có nhắc em Hương qua đèo của mày với tao nha. Cái gì? Ha, nó đúng là gọi là gì biết không? Cái gì? Lemon question. Là gì? Là chảnh, chanh hỏi chảnh á. Bà đừng có ghen tị nhan sắc của Út Hương của tôi rồi cái bà làm mất tình bằng hữu giữa tôi với bà nghe. Nghĩ sao? Ai nói bà em Hương của tôi chảnh? Em Hương gọi là thần thái. Tôi cũng phải đang học cái thần thái đó để mà sánh vai cùng với Út Hương của tôi. Bà ở đó mà chê chê người ta, bà lỗi thời lạc hậu á. Đợi một xíu, tôi có cái cuộc con vô trong cái telephone của tôi. Đứng đó đi, chút xíu vô nói chuyện với bà. Alo bảy cò, tao nghe nè. Ừ, tao biết rồi. Xong rồi, chuẩn bị sống trơn rồi. Ừ. Vậy nó mượn tiền của mày thiệt hả? Trời, nó mượn nhiêu? 200 triệu. Trời, ở đâu ra dữ vậy cô Hồng? Vậy chứ nhiêu? 2 triệu. 2 triệu. Hèn chi. Hèn chi gì? Hèn chi nó sắm đồ đạc mới quá trời luôn, nó mới khoe tao nè. Đây nè. Hơi. Mày mặc đồ đẹp dữ ta. Ôi, đừng coi coi. Ê, cái gì vậy? Đừng có đụng vô, đồ này mắc tiền lắm á. Ôi, đâu có vậy. Mẹ, bà biết cái mắt kiến này nhiêu không? Nhiêu? 5 xị á. 5 xị? Ờ. Cái khăn chút xíu gì 7 xị á. Ôi, còn bộ đồ gì nè 8 xị á. Trời ơi, dữ vậy hả? Tổng cộng là 2 chai luôn á. 2 chai luôn? Ừ. Trời ơi, tiền đâu mày có mua dữ vậy? Có tiền trả tao. Tiền mua đồ hết rồi, tiền đâu trả bà. Tiền đâu có, kệ người ta đi. Hỏi làm chi? Nhiều chuyện. Biết ngay mà. Bởi tao nghi lắm mà. Sao mà nó có tiền mà nó sắm đồ dữ vậy? Thì ra nó mượn tiền của mày. Kiểu này là ổng lấy 2 chai của con, ổng đi sắm đồ rồi. Chắc vậy rồi chứ tiền đâu nó có. Vậy mà dám nói với con là cho ổng mượn 2 triệu để cứu hạnh phúc cả cuộc đời của ổng. Thằng này quá đáng luôn à. Ủa, anh Tè đi đâu đây? Anh hỏi em đi đâu á, đi đâu xách đồ dữ vậy? Ờ, thì Út Hương quên nói với anh Tèo là Út Hương phải lên Sài Gòn lại rồi. Đi Sài Gòn hả? Ừ. Sao mới về không có chơi vài bữa hả đi? Tại vì Út Hương có công chuyện gấp á, nên Út Hương phải đi. Sao bây giờ Út Hương đi nha? Thôi lên xe anh Tèo chở cho đi. Không. Út Hương có bạn. Đây là bạn của Út Hương. Nó bảo Út Hương và anh Tèo là cái gì? Ủa, anh Tèo là cũng là bạn Út Hương mà. Đâu có được. Sao lại không được? Mấy bữa nay anh Tèo chở Út Hương đi uống sinh tố, đi chơi vòng vòng sớm nữa, sao làm bạn được? Trời ơi, chẳng lẽ bây giờ đi uống sinh tố, đi chơi á thì là cái gì hả? Thì Út Hương cũng chỉ coi anh Tèo là bạn thôi mà. Thôi bây giờ Út Hương đi nha, hẹn gặp anh Tèo vào một dịp gần nhất nha. Bye bye. Đây anh, nói em đâu? Anh quên mang rồi.
Anh Tèo ơi, vậy biết mà bây giờ Út Phương có khó khăn gì anh Tèo có giúp đỡ Út Phương không? Đương nhiên là giúp rồi. Anh Tèo sẽ sẵn sàng bảo vệ Út Phương luôn. Vậy thì cảm ơn anh Tèo nha. Anh Tèo cho Út Phương mượn nón bảo hiểm nha. Đó, thấy chưa? Mới hứa với tôi là hả, tôi có khó khăn gì cũng sẽ giúp đỡ, tôi đều coi tôi là bạn. Mà bây giờ thất hứa rồi chưa gì, tôi đi lên Sài Gòn mấy người quên tôi hết trơn rồi, tôi buồn quá mà. Thật sự rất là đau lòng luôn, trời ơi là trời. Tôi có người bạn như vậy á, trời tôi đau lòng quá đi mà. Cầm đi. Vậy mới là bạn của Út Hương chứ. Nha. Đây đây. Cảm ơn anh Tèo, bye bye. Nhớ trả nón cho anh Tèo nha. Đây anh, từ từ đợi xíu. Lấy nón trả cho tao kìa mày. Bye bye. Út Hương. Tèo. Cái gì? Anh biết sáng giờ em kiếm anh quá trời quá đất luôn không? Anh nói em, anh chở khách. Mà thật ra anh bên quán cô Hồng là sao? Kiếm tao làm chi? Đòi tiền anh. Trả em tiền đi. Mượn lâu quá rồi anh Tèo. Năn nỉ anh luôn anh Tèo. Trả em tiền đi anh ơi, anh nói tranh thủ trả cho em mà. Ủa làm gì vậy? Ủa làm gì anh Tèo? Em kêu anh trả tiền mà anh đưa em mấy cái này chi vậy? Cấn nợ. Trời ơi anh nghĩ sao vậy? Anh mượn tiền em đã rồi bây giờ anh đưa cái mấy cái này anh cấn nợ là sao? Nghĩ sao vậy anh Tèo? Gì vậy? Nào có tiền tôi qua tao chuột.